test cho các bạn tính năng, đó là cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang giờ CCA trên Hyundai Santa Fe 2021. Và bây giờ mình sẽ thao tác luôn cho các bạn, thì các bạn sẽ đạp phanh và với điều kiện xe của bạn sẽ di chuyển dưới 5 km và xe phía sau phải chạy trên 10 km, thì hệ thống giờ CCA này sẽ hoạt động như thế nào thì bây giờ mình sẽ thao tác luôn cho các bạn thấy. Vâng, và như vậy thì trước khi mà xe dừng thì sẽ có cảnh báo ở trên màn hình tablo là có một phương tiện cắt ngang sẽ đi ngang qua. Và vừa rồi thì mình đã thao tác cho các bạn thấy được tính năng an toàn trên Hyundai Santa Fe.